Duyên ơi. Ơi. Chào anh. Tôi mang ngô đến cho bà này. Tôi xin, cảm ơn ông nhé. Giới thiệu với ông, đây là anh Hiệp, làm ở công ty Búa Giang. Chào anh. Chào cậu. Chào anh. Đây là Thường, bạn thân nhất của tôi. Thường cũng biết Giang đấy ạ. Ồ vậy à? Hóa ra toàn là người quen. Anh Hiệp về đây khảo sát tre để hỗ trợ công trình vườn vệ sinh của tôi. Công nhận là phong cảnh quê cô đẹp thật đấy nhỉ? Dạ, đẹp nhưng mà nghèo. Người dân ở đây vất vả lắm. Nếu anh sinh ra và lớn lên ở đây, anh sẽ hiểu lý do tại sao mà tôi mơ ước có thể xây được vườn vệ sinh cho các bạn nhỏ như thế. Có lẽ là tôi cũng hiểu được một phần. Anh có đói không? Có chứ, đi cả chiều mà. Anh ăn đi này. Bánh nếp bà tôi làm đấy. Hay thế. Túi cô như là túi thần kỳ Doraemon nhỉ? Bà tôi dạy tôi đấy. Bà bảo là đi vào trong rừng thì phải chuẩn bị thật kỹ. Để lúc đói còn có cái mà ăn. Ngon quá. Bánh bạn làm rất ngon. Cái bánh này làm tôi nhớ tới mẹ tôi. Ngày xưa mỗi lần mẹ tôi đi chợ về thường hay mua bánh này cho tôi ăn. À, mà mẹ cô đó. Thấy cô chỉ nhắc với bà. Mẹ ơi. Gì đấy? Mẹ có thấy điện thoại của con đâu không ạ? Giờ này con hỏi điện thoại làm gì? Con còn bao nhiêu việc cần phải giải quyết. Sao mẹ lại hỏi như vậy? Lại gọi cho cái Duyên chứ gì? Tao tắt máy rồi, cất đi rồi. Sao mẹ lại vô lý như thế? Từ lúc về nhà đến giờ mày đã hỏi mẹ được câu nào chưa hả Thường? Lúc nào cũng thế, hết nhắn tin rồi đi điện thoại cho nó. Mày có còn coi mẹ mày ra cái gì nữa không? Kìa mẹ. Sao mẹ lại nói như thế? Đối với con lúc nào mẹ chẳng là nhất. Chẳng qua đợt này Duyên bận cần con phải giúp. Mà con với Duyên chơi với nhau từ Duyên, nhỏ. Duyên lúc nào cũng Duyên. Lúc nào cũng Duyên thôi. Nó có cái gen cao vai của mẹ nó hay sao mà mày cứ mê mẩn nó thế ở đường.